Đợt vừa rồi thì chúng mình mới hoàn thành xong khóa học giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh của Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc. Thì ở đó chúng mình không chỉ nhận được sự quan tâm giúp đỡ đến từ các thầy phụ trách mà chúng mình còn nhận được những tình cảm rất là đặc biệt từ các thầy cô Ulysses. Các thầy cô đã tạo chúng mình hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Các thầy cô đã tập luyện và tặng cho chúng mình những tiết mục văn nghệ rất đặc sắc và mang đậm chất Ulysses. Hơn nữa còn không quên chuẩn bị những món quà nhỏ để bổ bổ sức khỏe cho chúng mình như là xoài, trứng vịt hay là voucher kem ở UCP của trường. Đặc biệt là mình sẽ không bao giờ quên những trải nghiệm cùng thầy cô trong đêm hành trú quân hay là đêm gala cuối khóa được quẩy vô cùng nhiệt tình của các thầy cô. Cá nhân mình cũng như các bạn sinh viên khác đều cảm thấy rất vui và tự hào khi được các thầy cô quan tâm và luôn dành cho chúng mình những điều tốt đẹp nhất. Kỷ niệm vui nhiều nhất của mình sau khi bước chân vào US có lẽ đó là việc mình được trở thành một trong những đại sứ của trường. Mình cảm thấy việc trở thành đại sứ của trường nó không chỉ là một cơ hội để mình có thể chia sẻ được tình yêu của mình đối với Ulysses mà còn có thể giúp mình truyền tải được kinh nghiệm đối với các bạn học sinh cũng như những người có mong muốn trở thành người Ulysses trong tương lai. Và mình cũng có thể chia sẻ với mọi người rằng Ulysses là nơi tuyệt vời ra sao. Mình cảm thấy rất là tự hào và vì trở thành đại sứ cũng như là một cái nguồn động lực rất là lớn này cho mình để mình có thể cố gắng hơn, có thể trau dồi bản thân mình để có thể trở nên tốt hơn, có thể hoàn thành xuất sắc hơn những hoạt động và công việc học tập trong tương lai. Mình nghĩ là kỷ niệm mà mình cảm thấy ấn tượng nhất từ đầu đến giờ đối với mình từ khi là sinh viên của Ulysses thì có lẽ là mình sẽ chọn buổi đầu tiên mà mình học chuyện ngụ ngôn là câu chuyện thỏ và rùa. Khi ấy thì lớp mình chia thành 4 nhóm và sau đó thì đọc thi đua xem là nhóm nào đọc ok nhất thì cô sẽ cho về sớm trước là một tí. Và nhóm mình thì bởi vì là đấy là lần đầu tiên học tiếng Hàn thì đọc chắc chắn là sẽ vẫn còn một chút rất là khó khăn. Vậy nên là nhóm mình đã quyết định chơi dở bằng cách là bọn mình viết phiên âm ra, sau đó cố đọc to nhất có thể để đọc theo. Và kết quả trong cuộc là nhóm mình đã chiến thắng bằng cách chơi dở đấy. Tuy nhiên là thứ mà sâu sắc nhất còn đọng lại chính là khi ấy thì mình nghĩ là cái đấy chính là cái khởi nguồn của tình bạn của bọn mình với những người bạn thân thiết đại học với mình. Và mình rất là vui khi mà xuống đại học vẫn là gặp được những người bạn rất là tốt và dễ thương. Mình rất là hạnh phúc điều đấy. Vậy kỷ niệm khó khăn nhất của mình là vào 2 ngày kéo dài từ tối mùng 8 tháng 1 đến hết ngày 9 tháng 1 năm 2020. Tối hôm mùng 8 mình cùng với các bạn trong câu lạc bộ tổ chức sinh viên của mình đã phải ở lại trường rất là lâu để chuẩn bị cho chương trình ngày hôm sau. Có rất là nhiều những cái việc cần phải làm và rất nhiều việc gấp nữa. Nhưng chúng mình đã rất ăn xin làm việc đến mức quên cả ăn tối. Nhưng mà sau đó thì bắt gặp thầy hiệu trưởng Tô Tấn Minh, thầy cũng thấu thương của mình nên là cũng có donate một khoản nho nhỏ để mua đồ ăn tối cho chúng mình. Và sau đó vào hôm giải chương trình thì chương trình diễn ra rất là thành công. Ngoài sự mong đợi của chúng mình và khi chạy xong chương trình thì chúng mình cảm thấy rất là vui vì tất cả cảm giác tất cả mọi nỗ lực ngày hôm qua và những quãng thời gian trước đấy của mình đã được đền đáp. Và trong ngày trong chương trình đó không được nghỉ trưa, mình cũng có cơ hội được gặp lại người yêu của mình. Chúng mình đi xa cho nên là những cái lần gặp gỡ ngắn ngủi như vậy rất là kỳ diệu với mình. Sau đó thì mình lại chạy chương trình tiếp. Đó, đấy là một kỷ niệm khó quên nhất của mình ở Ulysses. Khó quên nhất của mình ở Ulysses đó là lần được trở thành người đồng hành cùng các bạn đại sứ tập sự từ các tỉnh thành khác đến thăm và trải nghiệm một ngày làm sinh viên của Ulysses. Hôm đấy thời tiết thì rất là nắng nóng và liên tục phải di chuyển, thế nhưng mà mọi người đều rất là hứng khởi tiếp tục tham gia các hoạt động. Mình có cơ hội được chia sẻ cho các em những điều về học tập cũng như là trong cuộc sống, và sau hôm đấy về thì mình đã có thêm những người bạn, những người em rất là thân thiết. Nếu không phải Ulysses, nếu không trở thành đại sứ Ulysses thì có lẽ mình sẽ không bao giờ có cơ hội được trải nghiệm điều đấy. Đối với Ulysses thì em có rất nhiều những kỷ niệm, ví dụ như là những kỷ niệm mà lần đầu tiên trong cuộc đời em phải thức và chạy deadline đến 1-2 giờ sáng, và thật sự đó là một chuyện rất bình thường ở Ulysses mà thôi.
Và bên cạnh đó, đối với em thì chắc là những lần chạy dự án trong bên công nghệ thông tin thì đó là một kỷ niệm rất khó quên, bởi vì trong quá trình chạy dự án em có thể học được rất nhiều điều. Bên cạnh những kỹ năng mềm, em có thể được đi rất nhiều nơi với những bạn ở trong nhóm công nghệ thông tin của em. Ở Elite thì có rất nhiều là kỷ niệm đẹp với mình, nhưng mà mình nghĩ là cái mà mình nhớ nhất đó là chính là ngày nhập học, ngày mà mình chính thức trở thành sinh viên của khoa ngôn ngữ văn hóa Nga, là một thành viên nhỏ của gia đình, của đại gia đình Elite. Và kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình tại Elite đó chính là ngày 20 tháng 10 diễn ra vào năm nhất đại học của mình. Thì hồi đó là mình rất là may mắn khi là mình có những tặng hai bạn con trai, và các bạn ấy đã tổ chức cho bọn con gái lớp mình. Ngoài tặng quà như bình thường ra thì các bạn ý còn tặng cho chúng mình của một bài hát nữa. Thì hồi đó mình cũng chỉ mới lên Hà Nội có 3-4 tháng thôi, và mình thực sự là chưa thoải mái với mọi thứ xung quanh mình. Và mình cũng khá là cứng nhắc trong cái việc thể hiện cảm xúc. Nhưng mà hồi đó thì nghe cái bài hát đó xong thì mình đã thực sự xúc động. Và mình không thể ngờ rằng là mặc dù là mới chỉ gặp nhau có 3-4 tháng như vậy thôi, mà mọi người đã gắn kết với nhau, gắn bó với nhau như là một gia đình như vậy. Nếu như nói về kỷ niệm đáng nhớ của mình tại Elite thì mình sẽ nhớ ngay đến kỷ niệm đó là ngày đầu tiên mình bước chân vào trường ngoại ngữ với tư cách là một tân sinh viên ngoại ngữ, hay đọc còn gọi là ngày mà mình nhập học vào trường. Đó là vào ngày 11 tháng 8 năm 2019. Bây giờ tất cả mọi thứ vẫn còn rất là rõ ràng, tức là mình rất là sâu đậm đối với mình ấy. Mình nhớ nhất đó là các cái anh chị áo vàng luôn hỗ trợ ở các chốt ấy để dẫn bọn mình vào trong các cái địa điểm khu vực chính xác của bọn mình. Các anh chị thì thái độ làm việc rất là nhiệt tình, rất là tận tâm, quan tâm hỏi han các em tân sinh viên nhập học về đủ thứ. Mình rất là ấn tượng lúc đấy, tại vì mình đã thấy nhiều trường nhập học mà kiểu rất là ít sinh viên, rất là ít cái người hỗ trợ đến ấy, nhưng mà mình thấy ngoại ngữ có rất là nhiều, mình thấy rất là an tâm, mình không lo bị lạc ở trong trường hay là không lo bị đổi hồ sơ ở đâu.